Hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục về những cái mẫu tủ của anh em nhé. Tủ âm thanh, tủ size 10U và size 12U, tủ sắt và tủ nhôm đều có. Tất cả hàng này thì nó rất là, chung là rất là chất anh em nhé, nó rất là cứng. Tủ này 10U thì anh em để, nói chung là để một cái bộ dàn sự kiện thì ok. Đấy, một bộ dàn gia đình thì cũng rất là tuyệt vời. Đây là cánh tủ đây anh em thấy không? Tủ này tủ 10U tủ sắt anh em nhé. Ở cái mẫu tủ sắt này thì anh em có thể thấy ở đây thì có những cái thanh dây đây để cho anh em lắp ốc vào anh em nhé. Lắp ốc vào, lắp đẩy này. Ở những cái thiết bị tủ như này thì bao giờ chúng ta lắp cục đẩy bao giờ là cũng là cuối cùng em nhé. Đẩy cái vang mic đó, chúng ta xếp lần lượt lên trên đúng không ạ? Con này thì rất là thông thoáng, có quạt tản nhiệt đây. Đấy, ok chưa, quạt tản nhiệt chung là rất là cứng cáp. Đấy, cái này để thì quá tuyệt vời rồi. Rất là xịn sò. Đấy, rất là nhiều em nhé. Hôm nay thì em đi chụp con, hôm nay là gửi cho một bác khách đấy ở Hải Phòng và một bác khách ở Bắc Linh đó. Chụp con em nhé. Cái mẫu này thì giá là 1.400.000 đồng em nhé. Rất là đẹp. Đó, chúng ta nhà có trẻ nhỏ đúng không ạ, hoặc là không muốn cho người lạ người ta động vào tủ thì anh em khóa nó vào. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, còn đâu muốn sử dụng cái gì thì chúng ta lại mở ra. Đó, ok chưa. Thường thì chúng ta sử dụng băng số thì nó đều có khiển hết rồi đúng không. Đấy, thì cái tủ này nó là áo khóa mà nó rất là thông thoáng em nhé. Kẻ chuột bọ không thể vào được. Đấy, chuột bọ không thể vào được để mà cắn dây đúng không ạ, không thể vào mà cắn dây, cắn loa, đấy, dây loa của chúng ta được, thiết bị của chúng ta được đúng không ạ. Đây là cái mẫu tủ sắt này. Con này thì đấy, con này thì nó cũng đấy, khá là đẹp. 10U, size 10U. Ở đây thì tất cả người ta thiết kế, anh em có thể thấy nhá, tất cả người ta thiết kế là đẩy vang mic đấy, là nó cùng đấy, cùng một chiều rồi anh em nhé, cùng một, ví dụ như là cái chiều chiều rộng của cái con vang nó tầm 48 thì là những cái thanh này người ta bắt ở đây thì nó rơi vào tầm 48 cả lỗ này để cho người ta bắt anh em nhé, để cho anh em bắt vào cái này cho nó chặt đúng không ạ. Đây là tủ nhôm 10U này. Mẫu tủ nhôm 10U này thì anh em có thể thấy mẫu tủ nhôm này thì nó xịn sò hơn. Đấy, mẫu tủ nhôm 10U này thì bên em đang bán với giá là 1.900.000 đồng em nhé. Đấy, 1.900.000 đồng. Còn cái mẫu tủ sắt này là 1.400.000 này. 1.400.000 đồng cái tủ sắt này, ok chưa. Đó, đây là tủ nhôm này. Đấy, đây thì ở đây thì nó đều có cái bánh xe anh em nhé, đều có bánh xe, đều có cái bánh xe để cho chúng ta vận chuyển. Đấy, ok chưa, đều bánh xe. Đây là bánh xe của tủ sắt, bánh xe tủ sắt. Đây là bánh xe tủ nhôm. Tủ nhôm thì đây là cái tủ size 12U anh em nhé. Đây là size 12U này. Rất là cứng, cái này thì quá là cứng luôn. Đấy, mẫu này thì bao chất cho anh em. Đó, nhìn nó quá là chất luôn đúng không ạ. Đây là mẫu tủ size 12U. Và cái tủ này thì bên em đang bán với giá là 2.000.000. Đấy, 2.200.000 anh em nhé. Hàng này quá là tốt rồi. Anh em chỉ cần tháo ra này, ok chưa. Thằng này thì quá xịn sò luôn. Quá ra quá vào này, ok chưa. Bên trong đây, bên trong thì nó có ốc này, ok chưa. Đấy, có ốc, ốc này để cho anh em bắt. Đấy, bắt vào, bắt những cái thiết bị của chúng ta đẩy vang mic đúng không ạ, bắt vào đây. Nó rất là chặt chẽ. Ở đây thì có quạt này.
đều quạt tản nhiệt hết anh em nhé. Quạt này thì rất là to, cái này quá là thông thoáng rồi, cái này rất là tốt, rất là chắc chắn. Nói chung là anh em mà lắp tủ âm thanh ấy, lắp tủ âm thanh vào những cái phòng karaoke chuyên nghiệp hoặc là gia đình, lắp tủ này quá là tuyệt vời luôn, rất là an toàn anh em nhé. Thứ nhất là an toàn cho thiết bị chúng ta, an toàn điện, ok chưa? Đây là size 10U rồi. Size 10U này thì em đang bán 1.900.000 đồng em nhé. 1.900.000 đồng cái size 10U, còn nó cái size 12U đây thì nó cao hơn này. Size 12U nó cao hơn một chút. Ok chưa? Thì đây là hàng về quá đẹp luôn. Rất là nhiều em nhé. Thì tí nữa em sẽ chuyển 10 chiếc cho hai bác khách rồi. Thì anh em có nhu cầu muốn mua các thiết bị thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em thôi. Hàng này quá là tiêu chuẩn, rất là xịn sò. Anh em mà muốn lấy tủ sắt thì giá rất là mềm em nhé. Tủ sắt là giá chỉ có 1.400.000 đồng thôi. Sơn màu đen, tất cả dưới đây đều có những lỗ thoáng, lỗ thoáng đằng trước và đằng sau đều mở được anh em nhé. Đằng trước và đằng sau đây, đằng trước và đằng sau thì đều mở cánh ra được này, ok chưa? Đều mở ra được đằng trước và đằng sau, kể cả là tủ nhôm cũng vậy. Tủ nhôm mà nó hơn cái là có tay sách đây, anh em thấy không? Tay sách này nó quá cứng luôn, anh em có thể cho hết vào anh em xách đi đấy, chúng ta có thể xách anh em nhé, hai bên, hoặc là chúng ta đẩy đây, bánh xe anh em thể đẩy đúng không ạ, rất là dễ dàng thôi. Đây là khóa đây, đằng sau đây đấy. Dưới đây nó hai cái lỗ để cho người ta luồn dây anh em nhé, luồn dây loa vào đúng không ạ, kết nối các loại dây vào trong. Quạt tản nhiệt đây, quạt thông thoáng đằng sau đấy. Mẫu này thì quá là chất rồi, rất là cứng. Thì ok, anh em có nhu cầu muốn mua những cái mẫu tủ âm thanh chất thế này, anh em gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh. Tất cả thì hàng này nó quá đẹp anh em nhé. Mẫu tủ này thì không có gì phải lăn tăn, rất là chất. Quá xịn đúng không?